Thì bên em sẽ phát sóng trực tiếp trên đài truyền hình Vĩnh Long 2 là vào lúc 2 giờ chiều ngày 3 tháng 6, tức là tầm 1 tuần nữa đấy anh. Thì bên trung tâm sẽ tiến hành quay thưởng đấy. Thì nếu hôm đó mình có thời gian rảnh đó, thì mình có thể mở TV lên để mình trực tiếp xem về chương trình quay thưởng. Còn nếu hôm đó mình bận công việc đó, thì bên em vẫn sẽ có nhân viên trực máy bên đài truyền hình để mà gọi về báo giải thưởng cho anh nếu mà anh tham gia vào chương trình anh ha. Yeah. Thì anh lưu ý giúp em, cái chương trình này bao gồm 5 giải. Khi anh tham gia vào á, thì mình chắc chắn sẽ nhận được một giải, còn giải to hay là giải bé đó là tùy thuộc vào cái độ may mắn của mình anh nha. Còn cái điều kiện để mà anh tham gia vào chương trình này đó là trong vòng một tuần sắp tới là mình sẽ đăng ký phát sinh mua sắm một cái sản phẩm ở bên trung tâm để mà mình nhận mã dự thưởng với anh. Thì hiện tại là qua kiểm tra hệ thống á, thì em thấy là mình chưa có mã dự thưởng nha. Mình chưa có đăng ký mua sắm sản phẩm phát sinh cho nên mình chưa có mã dự thưởng. Còn khi mà anh đã có mã dự thưởng rồi đấy, thì thứ nhất là mình chắc chắn sẽ nhận được một giải từ bên chương trình. Thứ hai là mình sẽ xác nhận được giúp bên đài truyền hình Vĩnh Long mình là khách hàng nhận giải, để tránh cái tình trạng là trao nhầm quà cho người khác cho anh. Thì cái mã dự thưởng này được các nhà tài trợ như là lớn như bên Honda này, Samsung này, Toshiba này, ở những cái sản phẩm bên em đấy. Và nhân tiện cuộc gọi này em sẽ liệt kê cho anh 7 cái sản phẩm mà nó đang có mã dự thưởng cho mình nghe qua tham khảo nha. Bao gồm là nồi chiên không dầu, máy xay sinh tố, máy đo huyết áp, bếp phòng ngoại nương, cái miếng điện thông minh, nồi đổ điện thông minh và nồi cơm điện tử anh ha. Thì không biết là mình đang quan tâm đến sản phẩm nào nha anh? Chắc là cơm đi. Nồi cơm điện đúng không anh? Đúng rồi. Nồi cơm điện tử này á, thì em nói với mình luôn nha, cái dung tích của nó là 2.2 lít và nó có cái chế độ á, là hẹn giờ. Là tức là khi mà buổi sáng á, mình cứ bỏ gạo và nước á, tại vì cái nồi cơm này là nó có cái chế độ tách gạo và nước ở một bên luôn đó anh. Tức là anh bỏ gạo một bên, nước một bên, xong rồi mình bấm cái chế độ hẹn giờ á, là thí dụ như 12 giờ anh về, thì tầm 11 giờ rưỡi á, anh bật nhấn cái chế độ là tới 11 giờ rưỡi là nó sẽ tự động nấu lên cho anh. Thì 12 giờ anh về thì mình sẽ có cơm để mà mình ăn anh ha. Thì Quân, thì cái nồi cơm điện tử này á, cái giá ngoài thị trường người ta đang bán với giá là 3.280.000 đó anh. Nhưng mà trong chương trình này á, em sẽ hỗ trợ giá cho mình nó là còn 2.180.000 thôi anh. Ok. Thì em biết là anh có đồng ý đăng ký cái sản phẩm này để mà mình tham dự vào chương trình không anh? Thí dụ đăng ký rồi sao chị? Dạ thì em sẽ hỗ trợ đăng ký cho mình, rồi bên em sẽ có nhân viên, bên em làm việc với bên bưu điện nhà nước đấy anh, người ta sẽ có nhân viên đến mà giao hàng sản phẩm về tận nhà cho anh đó. Cho em hỏi chứ cái đầu số 0288 là ở đâu á chị? Dạ cái này là của bên trung tâm mua sắm á, trực tuyến ở đây kết hợp với bên đài truyền hình đó anh. Dạ hả? Là cái số điện thoại này là số điện thoại bạn anh, nhưng mà số này gọi được 2 chiều nha. Chị nhân viên của bên nào ạ? Của bên trung tâm mua sắm anh. Elite Chu Lúc á hả? Đúng rồi anh. Cái chương trình này là của đài truyền hình Vĩnh Long phải không? Để em hỏi điện đài truyền hình Vĩnh Long thử rồi em gọi lại chị nha. Ý là sao anh? Bây giờ mình cứ đồng ý thầy đăng ký sản phẩm không? Mình hỏi đài truyền hình Vĩnh Long là sao anh? Chưa tới ngày quay thưởng mà anh. Thì em hỏi trước rồi chưa chắc chứ. Rồi, được không? Ok vậy. Thank you.